trường Cao đẳng Việt Hàn. Các lớp trung cấp nghề ở đây được dạy theo lịch sáng văn hóa, chiều học nghề. Việc học và thực hành của các em được bố trí theo hướng linh hoạt và học gì làm nấy. Sáng các em học vật lý thì chiều sẽ ứng dụng kiến thức vào nghề điện. Cháu không đi học nghề, cháu cũng chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ. Học văn hóa với nghề kết hợp linh hoạt với nhau. Môn toán, hóa, vật lý thì học sẽ liên quan đến những môn nghề. Cháu đang học 7 môn ạ, và cháu học rất là tốt ạ. Và có nhiều kiến thức bổ ích. Để tổ chức dạy văn hóa, không chỉ bố trí các khu học tập văn hóa riêng, mà còn lựa chọn giáo viên giảng dạy có kinh nghiệm và bằng sư phạm, có đầy đủ các chứng chỉ kiểm định đào tạo. Về mặt bằng giáo viên của trường thì 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Lĩnh hội kiến thức của các thầy cô truyền đạt đối với học sinh thì là rất là đảm bảo về nội dung chương trình. Theo quy định mới, các trường nghề bắt buộc phải liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để dạy văn hóa cho học sinh. Như vậy, người học cùng một lúc phải theo học ở hai nơi. Học để nâng cao kiến thức là nguyện vọng chính đáng. Những quy định mới vô tình đã làm cản trở con đường tiếp tục học sau khi tốt nghiệp trường nghề của nhiều người. Nên chăng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà có đủ điều kiện hoặc là được phép dạy chương trình trung học bổ túc. Còn nay mai khi học sinh đi thi thì có thể đăng ký theo hình thức thí sinh tự do, các em sẽ đỗ được. Thì đấy là lực học của các em đó. Khi mà đã ra thi thì là như nhau, không phân biệt rằng là trường nào mà là ra đều phải thực hiện đề như nhau, đề thi như nhau và có một cái chuẩn sự chuẩn hóa. Nếu em nào không đạt thì sẽ không đỗ tốt nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo đối với các bộ liên quan để giải quyết vấn đề dạy văn hóa trong trường nghề. Theo đó, những trường nghề đã và đang dạy chương trình văn hóa tiếp tục tuyển sinh bình thường. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục. Về lâu dài, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có thể thực hiện theo hướng thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên trong các trường nghề để tiếp tục thực hiện dạy văn hóa theo quy định của luật giáo dục.